Người Úc anh. Xin chào mọi người. Chào mọi người đến với kênh đọc truyện của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếp chương 5 của bộ truyện Những Cách Nguy Hiểm nhé. Để cho Hai từ viết rồi, chết rồi. đừng có vẽ tranh cái đi. Vậy được. Ông không sao là Hai tốt. cái từ ngờ, nghệ. Ngờ. Nói kép và ngờ À. đơn á. Lúc nào nói chuyện, Chứ không Quý phải Minh Nghệ đứng cầm cầm điện thoại lên xe, đâu, nếu khởi động xe nói. như dẫn nước từ chữ Tôi còn phải đi tuần, lát nữa có lại nói tiếp. qua như thế Chỉ rồi nên không quan không tâm. có Bữa cơm ngủ trước khiến anh cảm nhận được sâu sắc bản chất nhưng công việc của Quý Minh Nghệ. mà Anh đặt đồ điều khiển xuống, cuối cùng kênh truyền hình dừng lại ở một chương trình tình cảm. Chạy là nhà nào quậy ly hôn nào. Quý Minh Nghệ nghe thấy lời thoại tivi chuyển đến từ phía đầu dây chỉ thanh. Ít tiền tác sự chúng ta chênh lệch 30 tuổi, nhưng mà tôi thật lòng yêu anh ấy. Tôi yêu sự chín chắn của anh ấy, yêu nếp nhăn và thời gian khắc trên gương mặt anh ấy. Trán tôi ngừng run run. Không biết bình thường chỉ thanh xem mấy thứ lung ta lung tung gì. Anh ta nghiêm túc. Có lẽ cậu có hiểu lầm gì đó về công việc của tôi rồi. Lần này không phải mấy vụ vặt vãnh nữa đâu, đồng chí Chỉ Thanh. Anh ta nhấn mạnh, lần này là huyết án, kiểu máu chảy thành sông đấy. Chỉ Thanh rời sự chú ý khỏi chương trình trong TV, liếc nhìn anh ta qua màn hình điện thoại, ra hiệu anh ta nói tiếp. Một đêm giết bảy, Chỉ Thanh, bảy người. Quý Minh Nghệ, bảy con mèo. Chỉ Thanh không nể mặt chút nào, rời ánh mắt đi. Ồ. Quý Minh Nghệ biết Chỉ Thanh không thích động vật nhỏ lông xù. Thay vì nói không thích, chi bằng nói dường như anh không hề có bất cứ cảm giác nào với thú cưng. Lúc đi học, có nữ sinh mang về một con mèo hoang từ rừng cây nhỏ của trường để nuôi trong phòng học. Tan học mỗi ngày, ở lớp về với xung quanh nhìn mèo, chỉ có chị Thanh không thích. Hãy biết khai ở dưới biết khai chữ. Quýt. Chút rồi. Đá. Ông không xem sao? Có gì đặt xem? Thứ Minh Nhuệ khi ấy thấp hơn bây giờ nhiều. Mỗi ngày đều lấy mang giày độ, tăng lên tư thế với sức mạnh để tranh cử cả sự môn thể dục. Tiếp theo mình thấy không kia? Dễ, dễ thương mà. Ông không thấy vậy sao? Chỉ Thanh lại không khác mấy bây giờ. Vừa tấn tướng vừa u ám. Anh ấy bực chì lên bảo. Nói xong chưa? Tránh ra. Chẳng chỗ tôi viết bài. Quý Minh Nhẹ lắc đầu trước khi tắt video. Anh ta bóp giọng nói. Mèo mèo dễ thương như thế. Sao lại có người không thích mèo mèo chứ? Sự thật đã chứng minh. Sức thất thương của tướng đấy thật sự rất lớn. Lần này Chí Thanh chẳng muốn nói hai chữ đây mà trực tiếp tắt video luôn. Tiểu khu Hải Mậu nằm ở khu phố cổ. Bên trong là tường trắng, ngói xanh. Ngõ hẻm hẹp dài. Tiếng chuông xe đạp và tiếng bánh xe như con thoi qua lại không ngớt ở phố lớn ngõ nhỏ. Gần đây có một ngôi trường kết hợp cấp 1 với cấp 2, là một nơi tràn đầy không khí cuộc sống. Quý Minh Nhuệ ngừng xe, người còn chưa bước vào tiểu khu thì nhìn thấy một nhóm người vây quanh cổng tiểu khu. Nước mưa đọng lại thì đã bốc hơi, nhưng vết máu khô bị nước mưa xối trôi đi dính trên đường. Dưới nắng vừa chói mắt vừa dễ thấy, vết máu chảy dọc theo bãi cỏ. Chết một con mèo có lẽ không có gì lạ, nhưng mà trong đường cây rậm rạp lại chất bảy xác mèo. Mỗi một cái xác đều bị người ta dùng dao xẻ ngang liền rực lửa một ra, cơ quan nội tạng bị kéo mạnh ra ngoài, trộn lẫn, lộn xộn và tàn nhẫn lại với nhau, chết rất thê thảm. Tất cả bọn chúng đều mở mắt chằm chằm, lộ ra nửa cái đầu từ trong bịch ni lông màu đen. Có người che mắt trẻ con lại bước nhanh qua đám đông. Tạo nghiệp mà, răng độc ác như dứa. Ok, vậy là mình đã đọc xong phần truyện này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye mọi người.